Ở cho bà xem là một cái chỗ bên một cái chỗ mà đi vừa mới đi bên nó gọi là sortie á, exit á, từ cái subway nó như thế nào. Khi mà đến đây các bạn này, thì các bạn muốn vào trong cái chỗ mà để mà lấy cái subway á thì các bạn phải có cái vé giống như vậy nè. Đó. Và cái vé này mua đâu? Mua đây. Đó, mình mua đây. Là con cái vé rồi, là mình sẽ đi xuống cái chỗ cái subway của bạn. Nó màu đỏ, tức là nó không có chịu. Tại vì cái vé này mình hình như hết hạn rồi. Ok, mình sẽ lấy một cái vé khác. Tao vừa mới đi lên. Mới của mình đó. Nếu mà muốn có vé mới thì các bạn có thể mua ở chỗ cái máy kia rồi đó, hay là các bạn có thể gặp người ở đây. Bây giờ với cái vé mới mình ở đây, mình sẽ đi xuống nha. Đó, nó màu xanh là ok. Vẫn tiếp tục giữ cái vé này. Vừa mới có một cái chuyến vừa mới đi xong, thì là mình sẽ đợi cái chuyến kế tiếp.
kia nó bắt đầu nó tới đâu rồi. Subway thì nó có thể để trên đây nữa bạn. Ví dụ như là cái subway này, cái station này nó có tên là cái the name of this work this subway station that's the place name. That's in the French language. The next train coming soon. Rồi bây giờ mình sẽ stop cái video clip này ở đây. Tại vì đi clip này cũng khá dài rồi và nó cũng khá ồn. Cho nên mình sẽ stop dừng ở đây các bạn. Hẹn các bạn video clip kế tiếp.